Xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, những vấn đề nóng nhất về mọi mặt đời sống. Và sau đây sẽ là một số thông tin đáng chú ý. Luật đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 đã nêu 7 trường hợp đất không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, sổ đỏ. Khoản 1 điều 151 của luật này quy định người sử dụng đất không được cấp sổ đỏ trong các trường hợp cụ thể. Thứ nhất, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn, gồm xây dựng công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, công trình công cộng do Ủy ban Nhân dân cấp xã đầu tư quản lý sử dụng sẽ không được cấp sổ đỏ. Thứ hai, đất được nhà nước giao để quản lý sẽ không được cấp sổ đỏ, gồm đất công trình công cộng và hành lang bảo vệ an toàn công trình, đất có mặt nước của sông và đất có mặt nước chuyên dùng. Quỹ đất đã được nhà nước thu hồi, đất để thực hiện dự án đầu tư, đất dùng vào mục đích công cộng, đất chưa giao, chưa cho thuê tại địa phương, đất sử dụng tại các đảo, đất giao cho cộng đồng, dân cư quản lý. Trừ trường hợp đất được giao để sử dụng nằm chung với đất được giao để quản lý thì được cấp sổ đỏ với phần diện tích giao sử dụng theo quyết định giao đất cho thuê đất của nhà nước. Thứ ba, đất thuê, thuê lại của người sử dụng đất cũng không được cấp sổ đỏ, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng phù hợp với dự án đã được phê duyệt. Thứ tư, đất nhận khoán không được cấp sổ đỏ, trừ trường hợp đất nông nghiệp, lâm nghiệp có nguồn gốc là đất được giao, giao khoán, khoán trắng, thuê đất, mượn của nông, lâm trường trước ngày 1 tháng 2 năm 2015 theo hình thức nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Thứ năm, đất đã có quyết định thu hồi của nhà nước không được cấp sổ đỏ, trừ trường hợp đã quá 3 năm từ khi có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện dự án. Thứ sáu, đất đang tranh chấp, đang bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để đảm bảo thi hành án hoặc quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cũng không thuộc diện được cấp sổ đỏ. Thứ bảy, tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để dùng vào mục đích công cộng không nhằm kinh doanh sẽ không được cấp sổ đỏ. Luật đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 quy định nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, sổ đỏ với hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ mà không vi phạm pháp luật, không thuộc trường hợp được giao đất sai thẩm quyền. Ba trường hợp đầu tiên được cấp sổ đỏ là hộ gia đình cá nhân sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980, từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2024. Điều kiện là đất được Ủy ban Nhân dân xã xác nhận không có tranh chấp. Với thửa đất có nhà ở và công trình phục vụ đời sống, nếu diện tích toàn bộ thửa đất bằng hoặc lớn hơn hạn mức quy định thì được cấp sổ với diện tích bằng hạn mức đất ở. Nếu diện tích đất đã xây dựng nhà ở, công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức sẽ được cấp sổ đỏ theo diện tích thực tế đã xây. Thửa đất có nhà ở, công trình phục vụ đời sống, diện tích nhỏ hơn hạn mức thì được cấp sổ đỏ toàn bộ thửa đất đó. Thửa đất dùng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại dịch vụ thì cấp sổ đỏ theo diện tích thực tế đã sử dụng, thời hạn lâu dài. Diện tích đất vượt hạn mức nếu là đất phi nông nghiệp, không phải đất ở thì được cấp sổ đỏ vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại dịch vụ. Nếu diện tích vượt hạn mức là đất nông nghiệp sẽ được công nhận theo hình thức nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Trường hợp người sử dụng đất muốn được cấp sổ đỏ vào mục đích phi nông nghiệp với phần diện tích này, nếu phù hợp quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu xây dựng nông thôn thì sẽ được đáp ứng. Trong cả 3 trường hợp nêu trên, người sử dụng đất khi được cấp sổ đỏ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. Thửa đất có nhiều hộ gia đình cá nhân sử dụng chung thì cấp sổ đỏ tính theo tổng hạn mức đất ở của những người này. Nếu một hộ gia đình cá nhân sử dụng nhiều thửa đất có nhà ở, công trình phục vụ đời sống, được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì hạn mức tính theo từng thửa đất. Bên cạnh đó, luật cũng quy định hộ gia đình cá nhân được giao đất nông nghiệp nhưng đã dùng làm đất ở, đất phi nông nghiệp trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 mà không có giấy tờ cũng được cấp sổ đỏ. Quy định này chỉ áp dụng với chủ đất có đăng ký thường trú tại địa phương, điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, được Ủy ban Nhân dân xã xác nhận không có tranh chấp. Ngoài ra, hộ gia đình sử dụng đất ổn định vào mục đích nông nghiệp, được Ủy ban Nhân dân xã xác nhận không có tranh chấp, cũng được cấp sổ đỏ theo hình thức nhà nước giao đất không thu tiền. Phần diện tích vượt hạn mức
phải chuyển sang thuê của nhà nước. Còn lại, những hộ gia đình cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ mà chưa đủ điều kiện cấp sổ đỏ theo các trường hợp nêu trên, được tạm thời sử dụng theo hiện trạng đến khi nhà nước thu hồi. Chính phủ mới ban hành nghị định quy định về giá đất có hiệu lực thi hành kể từ ngày luật đất đai có hiệu lực thi hành ngày 1 tháng 8 năm 2024. Theo đó, có 4 phương pháp định giá đất được đưa ra, gồm phương pháp so sánh được thực hiện bằng cách điều chỉnh mức giá của các thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất. Phương pháp thu nhập là lấy thu nhập dòng bình quân năm trên một diện tích đất chia cho lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân tại ngân hàng thương mại do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Phương pháp thặng dư là lấy tổng doanh thu phát triển ước tính trừ đi tổng chi phí phát triển ước tính của thửa đất. Và phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất là lấy giá đất trong bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất. So với quy định hiện hành, nghị định mới ít hơn một phương pháp định giá đất. Nghị định cũng quy định cụ thể trình tự, nội dung xác định giá đất từng phương pháp, điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất của các trường hợp, yếu tố ảnh hưởng đến giá đất. Thời gian qua, Đồng Nai cũng như nhiều địa phương trong cả nước gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đơn vị tư vấn định giá đất, xác định phương pháp, điều kiện áp dụng các phương pháp định giá. Nguyên nhân do các quy định về tiêu chí, điều kiện trình tự áp dụng từng phương pháp định giá đất chưa rõ ràng, liên tục thay đổi. Điều này dẫn đến nhiều hệ lụy, dự án giao đất cho thuê đất, đấu giá đất, bồi thường giải phóng mặt bằng kéo dài, thu ngân sách từ đất không đạt chỉ tiêu, giải ngân vốn đầu tư công bị chậm. So với luật cũ, luật đất đai năm 2024 có những sửa đổi bổ sung với nhiều điểm tiến bộ, ảnh hưởng trên mọi phương diện của thị trường bất động sản. Theo đó, các điểm mới của luật đất đai 2024 tập trung vào hoàn thiện quy định về chính sách tài chính về đất đai, bổ sung hoàn thiện quy định về miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đảm bảo thống nhất giữa luật đất đai và các luật khác có liên quan, hoàn thiện cơ chế xác định giá đất, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Việc luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành sớm sẽ hỗ trợ thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, phát huy tiềm năng sử dụng hiệu quả cao nhất giá trị nguồn lực đất đai. Ngoài ra, việc này giúp tháo gỡ những khó khăn trong tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, đóng góp lớn cho việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, ổn định về xã hội, lợi ích thiết thực cho nhân dân. Khi luật đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp, nếu đáp ứng đủ các điều kiện bồi thường theo quy định thì có thể được bồi thường bằng nhà ở. Cụ thể, theo khoản 1 điều 96 luật đất đai 2024, hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp mà có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định khi nhà nước thu hồi đất được bồi thường bằng đất nông nghiệp hoặc tiền hoặc đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc nhà ở. So với quy định tại luật đất đai 2013, tại điều 74, điều 77, quy định đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân thì việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi. Nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Ngoài ra, tại khoản 6 điều 111 luật đất đai sửa đổi cũng nêu hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở mà đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy định mà có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở thì được bồi thường bằng giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư. Như vậy, theo quy định nêu trên, khi luật đất đai 2024 có hiệu lực, hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp, nếu đáp ứng đủ các điều kiện bồi thường theo quy định thì có thể được bồi thường bằng nhà ở.